Hãy cùng tư vấn du học xe tìm hiểu về trường Đại học Surrey, Anh Quốc. University of Surrey xây dựng một khuôn viên xanh và đầy ấn tượng. Cơ sở vật chất của trường được trang bị rất hiện đại. Trường đã tiến hành triển khai công nghệ Ulin, một trong các công nghệ phổ biến nhất cho việc dạy và học. Sinh viên có thể truy cập vào các bài ghi chép, tài nguyên, các buổi thảo luận và bài tập có liên quan đến các học phần của họ từ bất kỳ máy tính được nối mạng nào thông qua Ulin. Thư viện của University of Surrey có sức chứa 900 chỗ ngồi, lưu trữ thông tin điện tử, có 100 cơ cho sinh viên làm việc tại chỗ. Mở cửa suốt tuần và cả trong các kỳ nghỉ. Internet được phủ sóng trong toàn bộ khuôn viên trường kể cả khu ký túc xá. Trong trường có tất cả những dịch vụ, đáp ứng những nhu cầu của tất cả sinh viên, phòng y tế, ngân hàng, siêu thị, bưu điện, nhà hát, dạp chiếu phim, khu phức hợp thể thao trong và ngoài trời nhà sách, nhà rặt, nhiều lựa về nhà hàng, quán bar và rất nhiều dịch vụ khác. Đặc biệt University of Surrey có những tòa nhà đẹp với nhiều lối kiến trúc hết sức độc đáo. Nếu xét về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì University of Surrey được xếp hạng nhất, trường có liên kết với hơn 500 công ty. Điều này đảm bảo chương trình đào tạo của trường sẽ mang đến cho sinh viên các kỹ năng mà các công ty cần sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực tế để khi làm việc sẽ nhanh chóng làm quen và không gặp một khó khăn nào. Chính vì thế, University of Surrey đã thu hút hơn 12.000 cán bộ và sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia, trong đó có gần 3.500 sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên của trường 98,1%, trong khi tỷ lệ này tại Anh là 93,9%. Điều tuyệt vời này được duy trì trong suốt 10 năm liên tục. Có được thành tựu đáng tự hào trên là do nhà trường chú trọng cung cấp kiến thức thực tế trong đào tạo. Tất cả sinh viên được khuyến khích đi thực tập tại 500 công ty có liên kết với nhà trường. Trường Đại học Surrey, University of Surrey US, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Guildford. Đây là thành phố trẻ, phát triển nhanh nhất nước Anh, bạn chỉ mất 40 phút đi tàu lửa để đến với London. Đại học Suri, US, được thành lập năm 1891. Ngôi trường này là nơi đầu tiên nhận được giải thưởng Center of Excellence về giảng dạy và học tập. Đại học Suri xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng và được xếp hạng cao. 9 môn học của trường được cẩm nang các trường đại học tốt năm 2012 của tờ thời báo tam xếp trong nhóm 10 lĩnh vực tốt nhất và 15 môn học nằm trong nhóm 20 môn tốt nhất trong cẩm nang các trường đại học của tờ thời báo time và guardian ngành du lịch và khách sạn của us được xếp thứ nhất ngành cơ khí điện tử xếp thứ ba tờ guardian thứ hai về khoa học thực phẩm và thứ ba về xã hội học time tiêu chuẩn học tập cao chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho các sự nghiệp đầy thách thức là một yếu tố then chốt tạo nên sự hấp dẫn cho đại học suri thu hút sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới với tư cách là một trong các cơ sở nghiên cứu hàng đầu của vương quốc anh đại học suri thường được chọn để tổ chức các chương trình nghiên cứu và được quốc tế đánh giá cao nhiều chương trình có tính đột phá như viện công nghệ cao cấp trung tâm nghiên cứu lâm sàng suri trung tâm học tập và phát triển quản lý trung tâm nghiên cứu giấc ngủ suri viện vật liệu suri trung tâm nghiên cứu môi trường và trung tâm nghiên cứu thế giới số University of Surrey là nơi có một trong các hội sinh viên lớn nhất nước Anh, USU, với hàng loạt cơ sở vật chất dành cho giải trí, thể thao, nghệ thuật và phúc lợi. Bên cạnh đó là những quán bar, cửa hàng ăn uống và một câu lạc bộ đêm. Công viên thể thao Surrey của trường là nơi cung cấp cơ sở vật chất phục vụ thể thao, khiêu vũ và thể dục mang đẳng cấp thế giới. Công viên được thiết kế theo định hướng thân thiện với môi trường nghiêm ngặt bao gồm bể bơi, phòng tập thể thao đa mục đích, phòng tập 120 chỗ, trung tâm leo núi trong nhà. Công viên thể thao Suri là một trong các cơ sở vật chất về thể thao đại học đương đại tốt nhất ở châu Âu. Đặc biệt nhất, tất cả sinh viên quốc tế chính quy còn hiệu lực visa sinh viên đều được phép làm việc tạm thời nhiều nhất là 20 giờ một tuần trong thời gian học kỳ và làm việc không hạn chế trong các kỳ nghỉ của trường. Học sinh tốt nghiệp lớp 11 và 12 tại Việt Nam với kết quả tốt đủ điều kiện đăng ký chương trình dự bị đại học Suri và sẽ đảm bảo được nhận vào năm thứ nhất chương trình cử nhân sau khi hoàn tất chương trình dự bị đại học. Chương trình đào tạo. Học phí và phí sinh hoạt cho các khóa. Dự bị đại học, 15.550 đến 16.550 bảng Anh. Chi phí ăn ở, khoảng 210 triệu một năm, 7.000 bảng Anh. Điều kiện điểm tiếng Anh cho các khóa học dự bị đại học Yêu cầu trình độ tiếng Anh 5.5, cử nhân, yêu cầu trình độ tiếng Anh 6.0. Thạc sĩ, yêu cầu trình độ tiếng Anh 6.5. Thời gian nhập học tháng 1 và tháng 9 hàng năm. Yêu cầu để đi du học. Tối thiểu 17 tuổi. Có kết quả học tập khá. Học sinh lớp 12, điểm trung bình môn 7.0+. Học sinh lớp 11. Điểm trung bình môn 8.0+. Tiếng Anh tương đương trình độ tiếng Anh 5.0 hoặc bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của ETS khoảng 500, 173 thi trên máy tính, hoặc làm bài kiểm tra tiếng Anh. Chuyển tiếp, chương trình Zerbrecher cho phép học sinh vào năm thứ nhất của chương trình cử nhân tại Đại học Suri. Không cần phải có chứng chỉ trình độ tiếng Anh chính thức. Gerser là công ty tư vấn du học vi tính hàng đầu tại Việt Nam các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nếu có câu hỏi hãy liên hệ ngay cơ xe để được tư vấn miễn phí nha